Nguyên Ngọc xin được chào đón và cảm ơn tất cả các quý cô chú và anh chị đã mở video này ra xem. Và ngay bây giờ thì Nguyên Ngọc sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện mang tên Hiệu ứng ngựa hoang. Có một loài rơi chuyên bám vào chân ngựa hoang để hút máu. Những con ngựa hoang này có con thì chẳng buồn để ý những chú rơi, có con thì lại tỏ ra tức giận vô cùng. Cuối cùng, những con ngựa hoang giận dữ thì đã chết, vì trong lúc tức giận, chúng đá phải nhau. Nghiên cứu của các chuyên gia phát hiện rằng lượng máu mà những con rơi hút hoàn toàn không thể khiến cho một con ngựa chết đi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đó là sự phẫn nộ và mất khống chế cảm xúc ở những con ngựa hoang này. Người không biết khống chế cảm xúc của mình cũng giống như những con ngựa hoang vậy. Nội tâm đâu đâu cũng là sóng gió, chuyện có nhỏ nhặt tới đâu thì trong mắt họ cũng trở nên rất to lớn. Anthony J. Robbins từng nói rằng, bí quyết thành công nằm ở chỗ biết cách kiểm soát sức mạnh của hạnh phúc và nỗi đau, chứ không phải là sức mạnh của chúng tác dụng phản lại mình. Cảm xúc tích cực sẽ đem lại phúc báo, cảm xúc tiêu cực sẽ hủy hoại mọi thứ. Nếu bạn ngày nào cũng uất ức, oán than, phàn nàn, lo âu và mệt mỏi, vậy thì chưa bàn tới những việc khác, thứ ảnh hưởng đầu tiên chắc chắn là sức khỏe của bạn. Mà đã không có sức khỏe thì bạn cũng chẳng còn gì nữa. Chính vì thế, khi cảm thấy mình lo lắng, phiền não hay mất kiên nhẫn, hãy tự nhắc nhở bản thân mình rằng sống đừng quá gồng mình, hãy coi nhẹ.